Thật bất ngờ khi Paul Pogba có thể tập luyện trở lại cho Juventus đầu năm tới sau khi lệnh cấm thi đấu vì doping được giảm xuống còn 18 tháng. Chưa biết Pogba có thể thi đấu được tốt sau một thời gian ngồi ngoài hay không, nhưng Juventus sẽ có thêm một tân binh từ trên trời rơi xuống cho giai đoạn cực kỳ then chốt của mùa giải. Tháng 9 năm 2023, một thông tin gây sốc đã khiến làng bóng đá và người hâm mộ Juventus không khỏi ngỡ ngàng. Paul Pogba bị đình chỉ thi đấu vì mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm. Kết quả kiểm tra từ cơ quan phòng chống doping Italia NADP đã xác nhận sự hiện diện của DHEA trong mẫu xét nghiệm của Pogba, một chất nằm trong danh sách các chất cấm của cơ quan chống doping quốc tế WADA. Mặc dù Pogba đã kháng cáo, kết quả tiếp theo cũng không mang lại sự thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc Pogba phải đối mặt với một án phạt nặng nề. Ban đầu, NADP đưa ra án phạt cấm thi đấu lên tới 4 năm cho Pogba. Đây là một cú sốc lớn với tiền vệ người Pháp và cả câu lạc bộ Juventus. Với tuổi đời 31, việc thụ án treo giò 4 năm có thể xem như dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của Pogba. Người từng là một trong những nhân tố quan trọng giúp Pháp giành chức vô địch World Cup 2018. Cũng không ít người cho rằng Juventus có lẽ sẽ phải chia tay với cầu thủ này. Và câu chuyện về một ngôi sao tài năng bị lãng phí sẽ đi vào lịch sử bóng đá với sự tiếc nuối. Tuy nhiên trong bóng đá, mọi thứ đều có thể thay đổi và sự kiên trì của Pogba đã được đền đáp. Tháng 8 năm 2024, Pogba đã đưa vụ việc của mình lên tòa án trọng tài thể thao CSA tại Thụy Sĩ. Và trong cuộc kháng cáo này, phía Pogba đã đưa ra được một lời giải thích đầy thuyết phục. Theo đó, Pogba vô tình sử dụng DHEA mà không hề biết rằng đây là một chất cấm trong danh sách của WADA. DHEA là một loại hợp chất làm tăng testosterone nhưng chỉ có tác dụng đối với phụ nữ và điều này đã được chứng minh trong phiên điều trần. Phán quyết từ CSA đã ra đời, thay đổi hoàn toàn cục diện. Lệnh cấm thi đấu 4 năm ban đầu được giảm xuống chỉ còn 18 tháng. Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano đã xác nhận thông tin này, thông báo rằng Paul Pogba sẽ có thể trở lại tập luyện cùng Juventus từ tháng 1 năm 2025 và có thể chính thức thi đấu trở lại vào tháng 3 năm 2025. Đối với Pogba, đây là sự cứu cánh cho sự nghiệp của anh. Còn với Juventus, đây chẳng khác gì có thêm một tân binh chất lượng vào giai đoạn rất quan trọng của mùa giải. Đối với Juventus, sự trở lại của Pogba mang lại những tác động tích cực cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Đội bóng thành Turin đang trải qua một mùa giải căng thẳng khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh như AC Milan, Inter Milan và Napoli trong cuộc đua giành chức vô địch Serie A, đồng thời còn phải chinh chiến ở Champions League, giải đấu mà họ chưa để chạm tay vào chức vô địch kể từ năm 1996. Pogba, với kỹ thuật điêu luyện và khả năng sáng tạo, luôn là một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Với anh trở lại sẽ giúp Juventus cải thiện đáng kể sự linh hoạt và khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng. Hơn thế nữa, với khả năng sút xa và những đường chuyền sắc sảo, Pogba có thể đóng góp trực tiếp vào việc tạo ra cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo của Juventus. Trong bối cảnh mà Juventus cần một động lực mới để tiến lên phía trước, sự xuất hiện của Pogba có thể là chìa khóa giúp họ vượt qua những đối thủ khó khăn. Sự trở lại của Pogba cũng mang lại tính biểu tượng và sự tự tin cho các đồng đội. Một cầu thủ từng là nhà vô địch World Cup và là biểu tượng của sức mạnh và lòng quyết tâm sẽ giúp nâng cao tinh thần của toàn đội. Các cầu thủ trẻ cũng sẽ có thêm động lực để phấn đấu, học hỏi từ một người đồng đội dạng dày kinh nghiệm như Pogba. Tuy nhiên, việc trở lại sau thời gian dài vắng mặt không phải là điều dễ dàng với bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là khi phải đối mặt với những vấn đề tâm lý và thể lực. Pogba đã không thi đấu suốt từ tháng 9 năm 2023 và việc trở lại với cường độ thi đấu cao của Serie A hay Champions League là một thử thách lớn. Anh cần thời gian để hồi phục hoàn toàn về thể chất, tìm lại cảm giác bóng và thích nghi với nhịp độ trận đấu đỉnh cao. Một vấn đề khác là sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ và ban lãnh đạo. Khi một cầu thủ ngôi sao như Pogba trở lại, người ta thường đòi hỏi anh phải lập tức thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Nhưng việc quay lại sân cỏ sau một thời gian dài cần có sự kiên nhẫn và một quá trình tái thích nghi nhất định. Juventus và người hâm mộ của họ cần hiểu và cho Pogba thời gian để tìm lại phong độ. Án phạt doping và thời gian đình chỉ thi đấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Paul Pogba. Về tài chính, Pogba hiện tại đang sống với mức lương tối thiểu chỉ khoảng 470 euro mỗi tuần từ Juventus. Đối với một cầu thủ đã từng nhận được mức lương lên tới hàng triệu euro mỗi tháng, đây rõ ràng là một sự sụt giảm rất lớn và có tác động không nhỏ đến cuộc sống cá nhân của anh. Việc không được thi đấu cũng đã khiến Pogba gặp phải áp lực tinh thần rất lớn. Đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, việc không thể ra sân thi đấu là một trong những điều khó khăn nhất phải đối mặt. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cả câu lạc bộ Juventus đã giúp Paul Pogba vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Thêm vào đó, quyết định giảm án từ CAS cũng đã mang lại cho Pogba một tia sáng hy vọng và động lực để tiếp tục phấn đấu. Đối với Juventus, họ rất hoan nghênh sự trở lại của Pogba. Đội bóng đã không bỏ rơi cầu thủ này trong thời gian khó khăn, thay vào đó luôn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho anh. Huấn luyện viên của Juventus đã bày tỏ sự kỳ vọng của Pogba, cho rằng anh có thể là một sự bổ sung quan trọng giúp đội bóng cạnh tranh các danh hiệu. Các đồng đội của Pogba cũng rất mong chờ ngày anh trở lại sân cỏ, cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu chung. Juventus hiện tại đang ở một thời điểm quan trọng của mùa giải, với cuộc đua khốc liệt tại Serie A và mục tiêu tiến xa tại Champions League. Đội bóng cần tất cả những cầu thủ giỏi nhất của mình để có thể đối đầu với các thử thách phía trước. Pogba với tài năng và kinh nghiệm của mình sẽ mang lại một sự bổ sung đáng giá cho đội hình của huấn luyện viên Thiago Motta.
Paul Pogba trở lại thi đấu không chỉ là một tin vui đối với cá nhân cầu thủ này, mà còn là một cú hích lớn cho Juventus trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Sự trở lại của một cầu thủ đầy tài năng như Pogba là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn. Juventus sẽ có thêm một tân binh từ trên trời rơi xuống, một cầu thủ không cần thích nghi với một môi trường mới, bởi anh đã từng là một phần không thể thiếu của đội bóng. Tuy nhiên, hành trình trở lại với bóng đá đỉnh cao của Pogba sẽ không hề dễ dàng. Anh cần sự kiên nhẫn, sự ủng hộ từ đồng đội, người hâm mộ và ban lãnh đạo, cũng như phải nỗ lực rất nhiều để có thể tìm lại phong độ cao nhất. Đây không chỉ là một thử thách với Pogba, mà còn là một cơ hội để anh chứng minh giá trị và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của mình. Việc Paul Pogba trở lại thi đấu vào năm sau không chỉ mang lại hy vọng lớn cho Juventus, mà còn mở ra một cơ hội để tiền vệ người Pháp kết hợp với huấn luyện viên mới Thiago Motta, người được kỳ vọng sẽ tạo ra một diện mạo mới cho đội bóng thành Turin. Sau khi Massimiliano Allegri rời đi, Thiago Motta, một huấn luyện viên trẻ đầy triển vọng, được bổ nhiệm dẫn dắt Juventus. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong hệ thống và chiến lược bóng đá của đội bóng, và Pogba có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Thiago Motta nổi tiếng với chiến lược bóng đá hiện đại và lối chơi pressing tầm cao, sẽ mang đến một sự thay đổi về cách Juventus vận hành trên sân. Với sự cơ động và khả năng sáng tạo của mình, Pogba là một mảnh ghép hoàn hảo cho chiến thuật mà Motta muốn xây dựng. Motta yêu cầu tuyến giữa phải có sự linh hoạt, khả năng giữ bóng tốt và biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tất cả những điều này đều nằm trong khả năng của Pogba. Như vậy, người Pháp có thể trở thành người cầm trịch lối chơi, khiến thiết những đợt tấn công và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho hàng tiền đạo. Bên cạnh đó, Thiago Motta coi trọng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, và Pogba với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình sẽ là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ học hỏi. Pogba không chỉ có khả năng sáng tạo cho những pha tấn công, mà còn rất giỏi trong việc đóng góp vào mặt trận phòng ngự, điều mà Thiago Motta đánh giá cao. Với sự huấn luyện của Motta, Pogba có thể tận dụng tối đa kỹ năng phòng ngự để trở lại đẳng cấp vốn có. Không chỉ vậy, sự am hiểu của Pogba về bóng đá Ý sau những năm tháng thi đấu cho Juventus trước đây sẽ là một lợi thế lớn cho đội bóng dưới thời Motta. Anh sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trong đội dễ dàng tiếp thu những chỉ đạo chiến thuật mới từ huấn luyện viên. Sự trở lại của Pogba sẽ giúp tuyến giữa của Juventus được cải thiện cả về chất lượng lẫn chiều sâu, mang lại sự ổn định cần thiết cho đội bóng trong những thời khắc quan trọng. Sự kết hợp giữa Paul Pogba và huấn luyện viên Thiago Motta hứa hẹn sẽ tạo nên một Juventus mới mẻ và giàu năng lượng hơn. Nếu Motta có thể khai thác tối đa những phẩm chất của Pogba, Juventus hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những thành công lớn, không chỉ ở Serie A mà còn trên đấu trường châu Âu. Đây sẽ là một cơ hội để Pogba tìm lại ánh hào quang của mình và giúp Juventus viết nên những chương mới trong lịch sử hào hùng của câu lạc bộ. Với Juventus, việc có Pogba trở lại có thể là yếu tố quyết định cho cuộc đua giành Scudetto và chinh phục đỉnh cao châu Âu. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Pogba và Juventus hoàn toàn có thể cùng nhau viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng, câu chuyện về sự trở lại mạnh mẽ sau khó khăn và sự cống hiến hết mình cho màu áo sắc đen trắng.